Trai Miệt Thứ xin kính chào cô chú, mến chào anh chị và các bạn cùng các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, an lành trong cuộc sống. Thưa cô chú anh chị, thì hiện giờ Trai Miệt Thứ đang ở hòn đất Kiên Giang. Thì ở phía sau Trai Miệt Thứ đây là một câu chuyện, một vụ án rất là thương tâm, thưa cả nhà. Video trước Trai Miệt Thứ có chia sẻ trực tiếp để gửi đến cho cô chú anh chị là vụ việc của em Thúy Ngọc, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Và thật là không may mắn khi em đã bị người chồng của mình ra tay rất là nhẫn tâm nha cả nhà. Thì hiện giờ là Trai Miệt Thứ tiếp tục lại đây để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này. Thì hy vọng cô chú anh chị sẽ chia sẻ mạnh tay lên video này để cho cô chú anh chị mạnh thường quân cũng như nhà hảo tâm có thể tiếp cận được video và có thể chia sẻ một tấm lòng nhỏ của mình đối với gia đình của bé Thúy Ngọc nghe cả nhà. Thì hiện giờ là bé Thúy Ngọc đã ra đi và để lại một đứa con vừa tròn 18 tháng tuổi. Và trong câu chuyện này thì mình nghe những lời kể của ba bà cũng như là ông bà ngoại, ông bà nội của bé Thúy Ngọc. Thì tiếp tục mình lại tiếp tục cập nhật những thông tin về sự chia sẻ của người em của bé Ngọc cũng như là chia sẻ thêm mẹ của cháu Ngọc. Thì Trai Miệt Thứ xin mời cả nhà mình vào trong để nghe lại sự chia sẻ này nha. Thì Trai Miệt Thứ xin mời cả nhà mình nha. Chú chào con nha. Con tên gì? Dạ con tên Ngà. Con có thể kể lại cái sự việc mà chị của con bị mắc gì không? Dạ con cũng không biết sao nữa, là lúc 3 giờ sáng là gia đình con đang ngủ ở nhà. Và lúc 12 giờ là ba con đi cân đồ ở ngoài gạch sỏi á. Là lúc tầm giờ, lúc là 2 giờ mấy là ba con về. Là lúc đó là bên kia cũng điện qua là nói chị ba con mất rồi. Là điện qua xong xuôi là ba, mẹ con không tin, mẹ con ra, mẹ con hỏi gì mà mất, mới chuyện mới qua hồi tối mà giờ mất. Cái xong thấy vậy cái ba con cũng vừa về tới, cái nói chị con mất đồ này kia, ba con đi cũng hết nổi luôn, cái anh hai kè anh xe chở qua bển, gia đình con qua bển hết, mấy nhỏ ở nhà qua bển thì thấy chị ôm chị con lên thì chị con lạnh không còn gì hết trơn. Cái lúc đó là cảm xúc của con như thế nào, con thấy chị mình vậy đó? Con đi hết nổi luôn, lúc đó chỉ có xỉu lên xỉu xuống, ai kè con với mẹ con mấy chị em con thì đi thôi chứ đi không nổi. Qua là lúc đó là nhà cửa nó chân có trên cái gối của chị con nằm dưới cái hôm đó, với cái mệt đó. Trước khi lúc mà chị con mất á, là có hay điện thoại tâm sự chuyện buồn gì với con không? Dạ không. Có hay nói chuyện với mẹ con, với chị hai con, với con chị ba con cũng ít nói chuyện với nhau lắm. Chú chào con nha. Dạ. Thì trước khi mà chị của con mất á, thì chị con với lại anh rể của con có thường qua để nói chuyện hoặc tâm sự với gia đình với con không? Dạ không, nhầm khi qua nhầm bữa bển không nấu cơm thì cũng qua đây ăn cơm chung rồi này kia, chứ không gì hết trơn, không nói chuyện gì hết trơn, cũng ít nói chuyện lắm. Như là con ít có giao tiếp với anh rể mình ha? Dạ thì con chỉ biết có một lần là không biết cãi lộn sao mà sưng mặt luôn. Dạ có một lần đó là con biết lần đó thôi. Còn con sợ chị con, mà chị con sợ bên đây buồn rồi kia nên chị con không dám nói. Có đợt đó không biết sao mà tím ở cổ, mẹ con hỏi mày bị gì vậy Ngọc, thì chỉ nói là chị bị ho chị giật gió mà nó tím muốn hết bên phần cổ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Cái lúc đó lâu chưa con? Dạ cũng lâu rồi chú. Nhưng mà gia đình mình cứ nghĩ là kiểu con thấy anh ba cũng hề vậy đó. Dạ. Trước cái ngày mà anh con á thấy chị con á, có hai người có gây gỗ nhau không? Dạ không, lúc đó là không gây gỗ gì hết trơn. Lúc đó tầm 7 giờ còn qua nhà con chơi đồ này kia nữa, có mua mặn kêu mẹ con ăn rồi kia, mẹ con mới chắc là tao không có ăn đâu mà đem về cho chồng mày ăn đi. Rồi vòng sớm đó người ta kể là tầm 9 giờ đó là có bồng chị con, có bồng Gia Bảo á, là thằng con trai á, đi qua bên tiệm tạp hóa kêu mua sữa rồi mua cho chồng. Người ta mới nói là hết rồi, nó mới chạy xe đi mua cho chồng nó về, là không biết sao là có ông gia trai ông kể là lúc tầm 10 giờ rưỡi ông đi ngang là ông thấy anh ba con đó là bồng đứa nhỏ ngồi trước cửa hút thuốc luôn, còn vợ đâu thì không biết. Là lúc đó là sao mà đó
chắc đâu. Có lẽ là lúc đó là anh gửi của cưng đã thực hiện cái hành vi của mình với lại chị cưng xong rồi quá. Theo con, mình dự đoán như con vậy. Con cũng không biết nữa. Dạ. Người ta đi ngay đó. Còn lúc gia đình con qua là thấy chị con nằm dò trên dò dưới với cái niệm luôn. Ừ. Rồi xong là ba con mới thấy vậy, ba con đỡ chị con lên nằm đàng hoàng. Mà nằm, ổng làm sao mà chị con nằm thẳng đơ ra luôn, là chùm cái mệnh luôn. Chỉ để một tay ra là cho cháu con nằm lên thôi. Là cháu nằm lên tay mẹ nó ngủ luôn. Chị đó hả? Chị dạ. Cái này là như cái sự việc này là mình mới thấy luôn ha. Đáng lẽ là người ta cọ quậy thì mình người ta đâu có thẳng đâu anh. Đúng không? Thì cái này là để đầu cổ sạch nổi chân mình mãi sạch trơn à. Có nút áo thì mặc nút bình thường nè, mà trên người không còn nút áo nữa chứ, còn hai ba nút gà ra rồi chứ. Đáng lý ra nếu mà cái người đàn ông á làm cái vụ việc đó là phải trốn, mà tại sao mình lại ngang nhiên mà cứ ngồi đó đợi? Nó không trốn, đợi xong nó điện qua cho người này người kia, bắt đầu nó ngồi trước cửa nó cười như điên vậy. Giống như là phê ngồi... thành tích của mình làm được hay sao á. Nó ngồi cười khạc khạc cái đó, hồi cái ba gia đình con qua cái nó không ngồi trước cửa nhà nữa, có nó mới đi ngang mặt nhà đó, là nhà của chủ trọ là có nguyên cái hàng ba luôn đó, là bóng chỗ bóng đèn nó cũng không ngồi, nó lựa chỗ tối thui nó ngồi à, là ngồi đó là ngồi tới sáng công an mời đi mà nó cũng không muốn đi, nó công an phải mẹ kêu thôi đừng có còng nó hay gì, kêu đừng có còng nó, bắt đầu công an biết giả nó gì rồi phải còng lại. Kỳ vậy ta, cái này có vấn đề, thứ nhất là sợ anh gửi cưng, thứ nhất là đầu tiên, thứ hai nữa là được can thiệp về vấn đề tâm linh, sợ là như vậy. Không biết sao người ta vòng vòng ta sớm ta nói mà chú không làm gì hết trơn á. Vấn đề đó, cái thằng Trinh này chưa, từ trước tới giờ là anh gửi cưng có bị gì không, bị bình thường đúng không hay là có một lần, có một lần đợt đẻ cháu con là không biết vụ gì mà không biết có cú sốc gì mà đợt đó là khùng, bị như khùng vậy đó à. Là tầm bị mấy tháng trời luôn, là gia đình đây lo không, bên kia không có được gì hết trơn à. Là lo xong xuôi hết trơn, xong đi thầy đi bà rồi này kia cũng không à, hết luôn. Thấy không, có xong vấn đề xuôi về phía bên tâm linh. Không biết sao vụ đó thiệt hay giả, nhưng mà sau đợt này qua nhà con lo lắng rồi này kia xong hết cái về nhà bển. Về bển sau rồi đợt này rồi mới về mướn lại nhà trọ gạch sỏi. Con có thể kể lại cái lúc mà anh gửi bị bệnh đó, có biểu hiện gì không? Lúc mà bị bệnh mình đi thầy bà nào chịu hết đó. Lúc đó kiểu không bị gì cho kiểu vợ mới đẻ được có mấy ngày à, là anh bị gì luôn, là chạy không mà là chạy rồi mặc đồ lam rồi này kia là muốn vô chùa tu không à. Cứ lơ lơ lửng lửng như kia ha. Dạ đúng rồi. Muốn vô chùa tu rồi này kia là ăn tương một thời gian là cả tháng trời luôn hết chứ. Rồi xong là giờ không biết sao đâu. Thì về gạch sỏi ở cũng được mấy tháng cũng bình tĩnh lại, mẹ con đồ nuôi đồ cũng bình tĩnh lại. Ngày đó mẹ con nuôi cả tháng trời ở bên nhà chợ nữa, con mới bình tĩnh lại. Rất là kỳ lạ ta. Như là con nghe nói ở bên kia có một, hình như là anh của anh ba con nói gì á. Tại vì anh con bên kia là Úc à. Có một người anh luôn là có vấn đề về thần kinh à. Không lẽ di truyền hay sao? Có một người bị con bị bệnh. Dạ đúng rồi đó. Nhốt nhà phải không? Dạ bị thần kinh. Không có cho đem lên đây. Dạ. Nhốt nhà. Là tại vì ông sợ, bà sợ này kia nên bà đem cháu bà lên cho nó. Dạ. Thì bên đó cũng có một người cũng rất là hung hăng á. Dạ đúng rồi. Bởi vì không có dám cho cháu ở nhà. Dạ đúng rồi. Phải đem qua đám bên đây. Dạ đúng rồi. Chia sẻ thêm là bên chồng, bên góc chồng nó cũng có chút xíu về ảnh hưởng về thần kinh đó. Đúng rồi. Thằng anh thứ tư đó. Và người ta, mạng xã hội người ta sẽ bớt cái sự mà tức giận hơn về ghế của chị ha. Thầy nó, anh nó thần kinh thôi, nó chứ đâu có nó đâu có bị thần kinh. Cứ ghi thôi, mình cứ đặt vấn đề nghi ngờ thôi. Nghi ngờ đâu, lúc mà nó cứ ngọc lời khắp đầy đủ, không có thần kinh. Bên kia thì cha mẹ nó cũng hiền, mà chỉ có nó thôi. Mà tôi không biết ở sao con tôi hiền, sao nó bị gì, nó gì tôi không biết. Thưa chị thì hồi sáng thì mấy anh em có lại chia sẻ hoàn cảnh gia đình của chị. Thì chị cũng có chia sẻ một số thông tin. Nhưng mà hồi sáng thì gia đình cũng nói chung là cũng rất là bận rộn. Thì mấy anh em chỉ chia sẻ một câu chuyện ngắn của chị thôi. Thì hiện giờ mấy anh em
sẽ tập trung đi sâu vào câu chuyện này hơn một chút nha chị ha. Thưa chị thì chị có thể kể sơ nét về anh Quý, tức là con rể của chị á, là lúc trước là tới giờ là như thế nào, thì chị có thể chia sẻ lại thông tin một chút được không anh chị ha? Thì đó, nó quen Quý thì chỉ được có 17 ngày thôi, là bắt đầu nó nói là nó thương, nó là cướp, nó nói bây giờ mẹ ơi anh Quý thương con, nên mẹ có chịu gả không? Tôi mới trả lời rằng con mới quen mà đầu hôm trước mai không biết tính tình nó làm sao mà con đi rồi chịu lấy nó. Thế tôi nói giờ mẹ không có gả đâu, con đi làm đi, mày đợi chừng nào con đủ tuổi đi kêu nó đợi con đi, đủ tuổi thì mẹ gả cho. Cái nó nói giờ mẹ không gả con cũng đi theo, rồi mình thấy con mình đi theo thì cũng hết cái đời con mình, không được đám cưới đám gì hết trơn. Mình mới nói thôi con về đi, mẹ gả đó con đó, mày làm đám cưới cho con thì cưới thôi, chứ đâu biết tính thằng này sao làm sao đâu. Mình thấy là nó ngoan nghiền thiệt, lại nhà mình là nó ngoan nghiền, thương gửi là ngoan nghiền lắm, cái gì nó cũng đưa hai tay, còn nói chuyện lễ phép, nó cũng thương ổng bà, thương mà ổng với tôi dữ lắm. Như là từ lúc mà anh Quý này quen với con, cô là cô mới biết anh Quý này, chứ cô chưa không có biết là tìm hiểu trước ha cô ha? Không có tìm hiểu trước. Cái vụ việc nó xảy ra từ hồi lúc nào chị có biết được không, sao chị? Cái vụ Ngọc nó mất đó, là thì có 3 giờ mấy tôi mới biết đó. 3 giờ mấy nha? Đúng rồi, đúng rồi. Là Quý mới điện hay sao? Quý nó qua nó kêu gì hai nó trước. Nó kêu gì hai nó trước rồi nó bắt đầu nó mới qua, gì hai nó mới sợ, gì hai nó mở cửa ra. Thì là con nhỏ em dâu, con nhỏ thứ tư nó mới chạy vô, nó ôm nó mà tư nó mày giỡn với mợ hoài Ngọc, mà thức dậy đi Ngọc, con mày nằm kế bên nè. Rồi bắt đầu nó chạy ra nó ôm, thì nó anh ơi con cháu của mình nó cứng đơ rồi, là nó bắt đầu nó khóc, hai chồng nó khóc nó chạy về nó điện tôi là bên tôi không có máy nữa, điện cho Nguyên nói mẹ ơi em mình. Rồi mà tôi không biết mất giờ nào. Cứng đơ ha. Cứng đơ luôn á. Cái lúc mà chị qua tới á là Quý á đang ở cạnh bên vợ luôn không? Nó không có ngồi cạnh bên vợ, nó ngồi vợ nó nằm trong cái điểm, nó ngồi đang chiếc củi á, nó cười khặt 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 vậy đó. Chứ ngồi cười gì hoài đó. Ngồi cười nó như người, nó như là người nó biết chuyện gì xảy ra đó. Dạ. Như là ai làm chứ không phải là nó làm. Trả lời. Bà chồng của tôi ôm nó. Vậy cái chuyện gì vợ chồng từ từ nói con, là ổng ôm nó rồi nó cười khặt khặt vậy. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với con tôi luôn, tôi không hiểu. Lúc vô kiếm giấy tờ là không còn giấy gì hết trơn, chỉ có giấy có công an cho mình lên, con vô lục đồ của chị ba con là đem đồ này kia, đem đồ lên liệm. Là lúc công an kêu lục giấy đồ này kia của chị con ra để làm giấy báo tử đồ này kia là nọ. Xong rồi lúc con lục giấy ra là giấy tờ của chị con, là lúc đó chị con có một giấy bách bo với có 3 miếng cây xanh với một cái căn cứ công dân. Là lúc đó con kiếm hết nhà luôn, kiếm từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng lục hết, là không có giấy gì hết trơn. Có một giấy căn cứ của ổng với một giấy chiến sinh của cháu của không à. Là giấy của chị con không còn cái gì hết trơn. Lấy gì đầu thủ? 200 ngàn. Để lại 200 ngàn. Để lại 200 ngàn với hai tờ giấy. Vậy là trong nhà hiện tại còn mấy 200 ngàn? Dạ đúng rồi. Lúc con Ngọc mất là trong nhà nó có tiền, là trong cái cặp của nó đi bán á là còn được 1.6 triệu. Dạ. 1.6 triệu ơi, dành là mình buôn bán vốn. 1.6 triệu vốn buôn bán đúng rồi, nó khổ dữ lắm Ngọc luôn. Nói chung nó làm vợ chứ nó có được giữ tiền, chồng nó quản lý chưa à. Nhiều khi đi bán nhà mới nhớ để tiền nhà, nhà mới không có nhớ á thì nó không có tiền, nó qua tôi nó xin tiền. Tại vì nhà tôi với nhà nó chạy qua có 5 phút à. Dạ, nhà trọ đó chị. Đúng rồi, nhà trọ tôi ở nhà trọ là 10 mấy 20 năm nay rồi. Dạ. Từ ngày tôi có chồng tới giờ không có nhà đó, nhà này nhà bà nhà chồng nè. Còn bên Quý là không có nhà cửa gì sao chị? Bên Quý có nhà. Dạ. Mẹ nó có nhà, nhưng mà con của tôi là bất ghệ, tôi không có cho con tôi làm dâu, tại vì con tôi buôn bán nó không biết làm gì ăn đâu. Dạ. Cho nên tôi không có cho làm dâu, bất ghệ. Bắt đầu tôi cho nó mướn nhà cho nó ở cái bên luôn. Vậy là cũng cưới nhau, cũng ở nhà trọ cũng mấy năm trời ha, hai vợ chồng. Đúng rồi, nó cưới nhau năm 2021 á. Dạ. Năm nay năm 2023. Cưới nhau được 2 năm, con nó được 18 tháng. Thường ngày chị có thấy cái biểu hiện của con rể coi chị khác sao không? Không có biểu hiện gì chứ, nó qua nó cũng cười giỡn, nói chuyện như bình thường vậy đó. Bởi vì mình mới nói là cái động cơ ga này nè.
biết bao nhiêu hết trơn cái xã Thanh Lộc đó luôn, giờ có ai nghĩ ra là đi giết vợ nó gì đó. Cái thằng này nó thường gần, nó ở gần xóm nghiền ta thương nó lắm. Yeah. Nhưng người ta cũng biết là ta nói thằng này nó ngoan nghiền vậy, bữa đó mà là ai cũng sửng sốt bàng hoàng, như người ta ghé xe lại người ta coi là đông đông vậy đó. Nó hỏi sao Ngọc rồi, Ngọc mất rồi. Thì người ta cũng bàng hoàng, người ta sửng sốt luôn đó. Nói chung là vậy đó. Nguyên cái xã Thanh Lộc là sửng sốt hết trơn. Nó thương vợ nó dữ dằn luôn mà. Nghĩ em nghe. Chị cho em hỏi chị nha, là ở chỗ trong cái nhà trọ chỗ con gái chị nằm á, là có những cái vật dụng gì ở chỗ đó không? Ví dụ như những vật dụng mà anh Quý này dùng tác động vào người của con của cô á. Thì có cái búa đó. Thì bác sĩ đã khám tới đây là con Ngọc đó. Đầu này mới ở chỗ đó là chỉ có một cái búa thôi. Cái độc, đúng rồi, có cái búa thôi. Ngoài ra là cái gì đó là công an người ta lấy người ta về, tôi không biết. Yeah. Lúc tôi vô là chỉ thấy cái búa nằm ở trong cái chỗ mà nó rửa chén mà cái bàn đứng á. Rồi nó nằm trong đó mà có cái búa đó là rửa bằng xà bông nó nhớt nhợt à. Mà tôi có cầm được cái búa đó luôn. Tôi qua tôi còn nói nè anh ơi. Con tôi nuôi sưng nó bị bầm hết trơn. Hai cái đó bên nào không bầm hết. Áo con tôi về tôi vô tôi dở áo tôi như nó dạch. Mau đó. Tôi vô tôi dạch coi là cái giò, nhưng mà cái ngực, cái đột đó tôi chưa có khỏi, tôi coi với cái lưng, hạng nhỏ này thay đổi cho nó lần qua. Con chị con là lưng chị con tím hết nửa bên luôn. Ừ. Cái đầu bác sĩ khám thứ gì nó là nó bị cái đầu nó mới bị mắc đó. Bé Ngọc năm nay là 18 tuổi, rồi vậy con quý đó bao nhiêu tuổi chị? 33 tuổi. Ở trên lệch rất là lớn á. Lúc đó nó cưới con Ngọc là nó mới có 17 tuổi. À, có sự ghen tuông nào ở đây không ta? Không đâu, con tôi nói nhà con nó có bồ bịch đâu từ xưa tới giờ. Nó quen Quý là lấy Quý luôn đó. Dạ. Nó không có thương ai chứ. Con Quý có bồ bịch, nó con Ngọc không ghen Quý thôi, làm gì Quý ghen Ngọc. Ngọc nó ghen rồi, nó ghen Quý thôi chứ không giờ Quý ghen Ngọc được. Nó làm gì có bồ bịch gì nó quen Quý lên nó ưng Quý luôn lớn lên. Mình thấy có 15 tuổi bồ bịch gì. À, lúc mới cưới là mới có 15. Đúng rồi. Năm nay nó gần 18 tuổi đó. Gần 18 thôi. Còn tháng nữa 18 tuổi. Hiện tại thì gia đình thì có trong cái việc mà làm đám đó, có đủ tiền để mà trang trải cái việc làm đám với làm mộ đâu không chị? Thì làm mộ thì anh Tâm mới nói là anh giúp đỡ cho đó, chứ nói chung là tôi cũng khổ đó, anh cũng biết hoàn cảnh tôi đó. Yeah. Cũng khổ, không có tiền thì bên đó là nhờ bên người này người kia đi cúng điếu rồi đó. Yeah. Thì lấy tiền đó hoàn đám cho nó, còn nếu mà mình không có thì người ta cho, bà con dòng họ ta cho hết. Như tụi em lại đây ghi hình mà chia sẻ cho cô bác anh chị Mạnh Quân đó, con có giúp được cho gia đình mình chút nào không? Bây giờ chị có mong muốn gì chị có thể chia sẻ với cô chú? Thì bây giờ là tôi chỉ có bên hàng gương thì người ta cho hết trơn đấy. Yeah. Còn tôi chỉ có làm cái mã cho con tôi nó được im mà cái mộ được ấm cúng cho con tôi nó được rồi. Chứ tôi không yêu cầu gì nó hết trơn. Rồi còn bé trai con của chị, con của bé Ngọc thì sao? Thì tôi nuôi nó. Thì ha. Có nhà như Mạnh Thường Quân nào có thương nó thì cái tiền mua sữa mua tả cho nó thôi. Dạ. Yeah. Tại vì tôi cũng con đông, tôi còn ba đứa nhỏ cũng uống sữa uống tả nữa. Chị bây giờ bao nhiêu còn bao nhiêu đứa bé nhỏ nữa chị? Tôi còn ba đứa nhỏ nè. Nhỏ đó đó với thằng này. Thằng nhóc này. Đúng rồi, thằng 4 tuổi thằng 6 tuổi với nhỏ đó 13 tháng. Dạ. Với con của con Ngọc đó đó. Là tôi nuôi con của Ngọc luôn. Dạ. Có nghe nói là cái vấn đề thần kinh của con rể chị có vấn đề hay là sao vậy? Không có vấn đề gì đâu. Cái đó không biết được. Cái đó mình không biết được, tự bác sĩ ta khám nghiệm nó thôi. Nhưng mà trước kia là có không? Không. Có một giai đoạn bị ấy thôi. Có giai đoạn được đó, vợ nó bị bệnh đó, nó bị tâm lý vậy, cái đó không biết, nhưng mà đi khám rồi nó không có. Giống như trầm cảm thôi ha. Đúng rồi, như lúc vợ đẻ nó chẳng chạy mình nghĩ là trầm cảm thôi. Nhưng mà em được chia sẻ thì bên kia có một anh trai bị ha. Bây giờ thần kinh nặng lắm á. Là... đúng rồi, anh thứ tư đó. Nhưng mà nó tới 4 người anh em là có người nên không? Quậy đi, có gì không? Nó tới 4 người anh em lặng. Dạ. Nhưng mà có mình ơn thằng thứ tư đó thôi. Còn mấy ông thứ hai rồi tôi đi biển bình thường. Chỉ còn mình người chia bị thôi ha. Đúng rồi. Nó là con trai út trong nhà đó. Anh cái thứ hai nó là bằng tuổi chồng tôi đó. Tướng Quý này là cũng là con trai út luôn. Đúng rồi. Còn con gái từ thứ ba. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin để gửi đến cho cô chú anh chị tiếp tục nghe cô chú nghe cả nhà.
Thì con em cũng xin cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị ha. Cảm ơn anh.